thì tôi không không phải người ở đây thường xuyên, thành ra được người ta giới thiệu đến lần đầu tiên tôi đến tôi cũng hơi hơi lo ngại. Nhưng mà khi gặp được thứ nhất là trước mắt là mấy cái cô phục vụ đây rất là tử tế, rồi sau đó bắt tay vào làm việc thì bác sĩ hai ba bác sĩ trong này người nào cũng tử tế được trơn, thậm chí đến nỗi đương nhiên thì làm là phải sợ chứ, tôi sợ thì bác sĩ cứ động viên không sao. Mấy cô mà điều dưỡng á cũng tội nghiệp lắm, mấy cô năm sau cũng vậy, yên tâm cũng dỗ dỗ như tôi nói, tôi thành ra rất là an tâm. Là tôi theo tôi nghĩ vậy, nếu mà những người nào có điều kiện có nhu cầu thì theo tôi thấy nên đến đây thì tốt hơn. Sợ mà cũng ráng tôi cố gắng này kia nọ, rồi cái cô điều dưỡng cô đừng làm vậy, đừng làm sao này cũng biết tay với kim lắm, tội nghiệp lắm, nó làm an tâm nó cũng sợ. Có cái có mà không phải xét nghiệm máu một lần đâu, mình chỉ tìm ra 2-3 lần vậy đó, rồi cái mỗi ngày mỗi đâu cái áp này kia cho nó nói ngay. Tôi về đây tôi đi 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 xe tôi sợ lắm, rồi chọn taxi mà tôi cũng run nữa, tôi thấy xe đông tôi sợ, tôi chịu nhiều khi vô cái đầu huyết áp hơi cao, cái chừng nửa tiếng đồng hồ đông trở lại của mình là cứ nghĩ là người ta theo dõi huyết áp mình ta để ý đến sức khỏe mình vậy đó. Tôi thấy làm chỗ này an tâm lắm. Còn tôi nói chứ trước đây cũng khoảng chừng 2 triệu năm mà tôi có làm cũng 2 chỗ rồi, mà tôi thấy không có kỹ như vậy đâu, không có đo máu, không có thử, những mấy người lớn tuổi như tụi tôi hay bị tiểu đường đó mà không có quan tâm tới. Còn như đây bác sĩ kỹ lắm, ví dụ làm tới cái khâu nào, cái bước nào thì bác sĩ lo. Trước khi làm bác sĩ thậm chí đến nỗi hỏi tôi uống thuốc gì, tiểu đường uống thuốc gì, cái cao máu thuốc gì, thậm cái xương cũng vậy. Mỗi khi tôi thường bị đau nhất á, bác sĩ hỏi cái thuốc gì là còn cái tên thuốc đây, bác sĩ theo dõi như thế nào. Tôi thấy là chỗ này thì mình đến